Lời nói đầu tiên, Đức Lâm Quy Lốc chúc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước được thật nhiều sức khỏe và bình an, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay em làm video chia sẻ về hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng lớn nhất quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu đường dành tay trọng trong khu tên lửa mà ở quận Bình Tân. Đây là khu trưng bày bán tất cả các đồ dùng các bạn, bán rất là lớn ở đường dành để trong, hai bên đường dành để trong rất là rộng. Đây là những gian hàng bán đồ mỹ nghệ các bạn, đồ mỹ nghệ nhưng mà ghế những cây gỗ thật là lớn, những cây gỗ lớn có giá trị cao các bạn, gỗ quý các bạn. Đây là trưng bày những cây kiểng các bạn, cây kiểng cổ thụ, những cây kiểng có giá trị các bạn. Đây là những gian hàng gia dụng bắt đầu mua sắm, các phải bà con người ta mua sắm rất là đông, thì bán hàng tiêu dùng giá rẻ các bạn. Thank you.
Còn đây là những khu gian hàng giày dép áo quần nữa các bạn. Rất là nhiều giày dép áo quần. Thank you.